CBR 1000 từng review. Wow. Đẹp. Yeah. Đẹp rồi đấy. Không à, hề không hề ấy đâu. Nhìn theo đúng góc cạnh luôn. Giữ thần không? Bật đèn sáng rồi. Đây anh bật camera lên cho. Bên này vừa chơi quả móc câu anh em ạ. Kinh không? Ấy, nhìn quả đẹp không? Của WAP logo. Kinh vãi. Này, dây ABS này. Dây heo WAP phòng. Kinh hoàng luôn. Ok anh em, để không mất thời gian của anh em hôm nay Huy ơi, rất là tối rồi. Xin nốt cái ABS sẽ chắc rồi đúng không? Cái đồng chi ấy. Chiếc xưởng của Tung Racing để mình review cho anh em chiếc R15 V3 mà độ lên full body kiểu R6 này. Bây giờ camera đi cùng anh lên trên đường nhá. Xong rồi để xem cái độ sáng của đèn đấy. Ok sir, view anh trên. Asic. Bạn này bạn người nước ngoài sở hữu con CBR 1003R SP 5 Blade. Mình đã từng review rồi anh em. Đấy, cho các bạn xem độ sáng á. Ba này. Đấy. Da màu vàng nắng nhá. Rất ok la luôn. Nhưng mà khuyên thật anh em là những con này này anh em nên lắp thêm cho mình đôi chữa sáng nữa thì nó sẽ hợp lý hơn. Nhờ em nhờ. Đi phố thì ok, đi phố thì khá, đi phượt thì nên thêm đèn chữa sáng vì cái đèn này của nó sáng thì rất sáng nhưng nó lại không xa. Đấy các bạn ạ. Nó không được sáng quá xa. Đi phố thì rất là ok la. Không bị chói người đối diện nhá. Đường tối này rất là ok luôn, đá pha này. Đấy. Cực kỳ là ngầu nhá. Và camera đi xuống đi. Em có thể đi xuống để quay khi mà anh tắt bật cái đèn pha ấy. Ở đây nó rất là ok. Đấy. Wow. Ôi sao Bi lại đi kiểu vậy hả Bi? Trời ơi. Đây, em one shot luôn đi. Anh bật đèn trời tối nhá. Khi chúng ta đi ấy, chúng ta sẽ để đèn thế này. Đấy. Để đèn như này. Và em chiếu thẳng vào đây, em quay đi, anh tắt cho em cái đèn em xem này. Khi ban ngày ấy, chúng ta chỉ cần công tắc lại tắt đi luôn. Ngầu không? Ngầu. Nhìn quả đèn Bi ngầu không? Đấy, ban ngày đi. Ban ngày thì đâu cần phải đèn đâu đúng không anh em? Đây để Bi này. Đấy. Đẹp không? Ok, và bây giờ mình sẽ review cho anh em bản Yamaha R15 V3 độ R6 cực kỳ là đẹp này. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Quy team có gì? Quy team có. Đầu tiên là phải xin cảm ơn anh em Tuấn Racing cho mượn quả mặt bằng rất là ok và có quả thảm này, rất là ok luôn. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc Yamaha R15 V3 lên full body R6 rồi nhá. Chưa cần lên vành hai đĩa, chưa cần lên vành lớn 5 inch lốp lớn, nó đã đẹp như này rồi. Đấy, bây giờ đầu tiên là cái chắc chắn là các bạn sẽ quan tâm cực kỳ đến cái gì là cái ok hazard cảnh báo. Đầu tiên thì anh em sẽ cực kỳ quan tâm đến cái việc là cái gì? Cái đầu đèn R6 lên như nào. Đây các bạn nhìn này, nhìn nhựa zin này. Miếng nhựa zin vào đầu đèn R6 lắp lên này. Nó khớp lệnh luôn bên này nữa. Đấy. Nhựa chế này, anh em công nhận không? Cái này là nhựa chế composite cực kỳ là cứng, chắc chắn. Anh em đã xem từng clip mình giật đây, có chủ xe đang ngồi đây sợ giật bạn ấy lại ngại. Đấy các bạn thấy không? Mình giật một tay luôn. Nó chắc chắn như này. Thì bộ này nó đang cực kỳ là đơn giản. Ở một chỗ là gì anh em thấy không? Tem là chơi tem zin luôn. Full là con này là đen lì, trông như con báo ấy nhờ. Trông nhìn xa rất là lì xe và body to. Thì như đầu clip mà mình đã thấy, anh em thấy là mình dựng cạnh con CBR 1003R Fiberlade mà nó còn tương đương với nhau. Đây anh vừa dựng cạnh con đỏ đằng kia kìa. Đấy. Hai con dựng to tương đương nhau. Nên là xin lỗi những anh em R3 rồi biết body con này nó đứng tầm với R3 luôn. Đầu đèn này, đây là đề mi nhá các bạn nhá. Mình tắt đi này. Đề mi này có màu xanh, màu đỏ, màu trắng, tùy anh em lựa chọn. Đấy, cái giải led nó hắt ra. Đấy, còn bi cầu thì chúng ta sẽ bật công tắc, một cái công tắc rất nhỏ ở chàng 3, màu đỏ đỏ chàng 3, bật lên. Và khi chúng ta pha thì nó sẽ ra màu vàng nắng.
Đấy các bạn thấy không, màu vàng nắng. Nhưng mà con này là sẽ phù hợp với anh em đi on the city, tức là đi trong phố thôi. Còn nếu mà bạn nào mà có nhu cầu mà đi tour xa ấy, thì cần những cái ánh sáng hắt xa, chúng ta nên đầu tư cho mình thêm cái chống đổ và cái đèn trợ sáng là sẽ ok nhất. Cái đấy thì cực kỳ là ok rồi. Đấy. Còn cái này là bịt chân gương Piranha Thái Lan này. Nó sẽ, các anh em thấy nó liền khớp không? Khớp lạnh hơn so với những cái bịt chân gương của Sắc Power hay là của hàng CNC Trung Quốc. Con này nó đắt hơn một tí. Con này là 380, còn con kia chỉ có 200 mấy thôi. Đấy. Còn đây là một cái gương độ này. Gương độ màu đen nữa. Đi với 4 con ốc Salaya màu inox. Cái này thì do là mình không thể trao đổi được với chủ xe nhiều ấy, nên là mình chưa biết là bạn ấy sẽ phối màu trắng hay là màu vàng hay là màu xanh, nên mình ốc thì mình bắt tạm con ốc Salaya này trước. Sau đấy nếu mà chủ xe về sau là bạn ấy lên ốc gì thì mình sẽ thửa lại tặng ốc đấy. Về dàn đầu xe ấy, thì bạn ấy đang tập trung hết tiền mua một chiếc xe này. Odo 1.1 của anh Mạnh Mạnh Moto. Đấy, bên anh Mạnh Moto này, vẫn còn biển của anh Mạnh Moto. Odo 1.1. Đấy. Và thảo nào nó mới thế. Đùa. Anh cứ bảo là yêu mẹ sao 1.1 nó lại mới thế này. Đồ tháo ra, vì là anh em biết là khi mình nhấc cái bình xăng này mình tháo ra nó mới tinh, anh rửa qua nước thôi. Hóa ra Odo có 1.1 em. 1.1, bạn ấy mua xe này là Odo 1.1. Sorry anh em, không phải 1.1, xin lỗi em. Anh bị Covid này nhìn nhầm. Và mình bảo mẹ quá lạ 1.000. Này các bạn này, mình thắc mắc này, đây mấy cái điểm này. Ốc tiếc này, mà tài thằng xích ốc tiếc này. Đấy mình bảo là đéo mẹ sao 1.1 mà nó lại mới thế này. Không hiểu kiểu gì luôn. Hóa ra là Odo có 1.1. Đấy, mua của anh Mạnh Moto. Và anh ấy tập trung hết để anh ấy độ cái này. Đây là độ body. Thì cái body này nó gồm có những cái gì này, ốp đầu R1 này. Ôi cái này không ăn rồi. Cái chất composite này chúng ta phải dán đi can, chứ chất keo của Sắc Power này không ăn. Đầu tiên là mình sẽ trở lại, đầu tiên là cái body ốp bình xăng R6 full cả một bộ luôn. Cái ốp body này là bộ ốp body của composite, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đấy, nhưng mà nếu mà nhỡ may anh em có bị vỡ, bị viếc mà cần phải hàn hiếc thì mang qua mình, phải hàn bên chuyên dụng làm cơ. Còn ABS thì anh em có thể hàn ở đâu cũng được. Đấy, như cái ốp đuôi này, ABS này, hàn đâu cũng được luôn. Đấy, nhưng mà composite thì chúng ta sẽ phải hàn ở chỗ chuyên làm composite. Đấy, nhưng cái ốp này, đấy, ngoài ốp bình xăng ra thì có ốp đuôi. Ốp đuôi này mình sử dụng cái bản ốp đuôi của R1. Nó để làm gì? Để trông cho body nó to lên, tổng thể nó to lên. Anh em thấy không? Mỗi cái ốp cánh này là body zin thôi. Đấy, kèm với xi nhan L23. Nháy, hai màu phối nhau. Đẹp vãi luôn. Bỏ qua L14 đi anh em nhé. L23 này là hàng quốc dân rồi. Đấy. Và đây, camera. Em quay sang đây em nhìn thấy cái đít đuôi không? Đấy, cái đít đuôi. Đây, để anh ngồi lên. Các bạn thấy là mình ngồi ở con vành 5 inch lốp lớn thì trông nó rất là to. Nhưng mà khi mà chúng ta lên cái body này với cả cái ốp gắp này rồi thì trông nó rất là to. Nhưng mà điểm chê duy nhất là gì? Cái bánh này hơi bé một tí thôi. Đấy, nếu anh em có điều kiện thì lên vành 5 inch lốp 16 hoặc là 18 thì nó sẽ đúng là đít của Big Buy luôn. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà chưa có điều kiện lên thì chúng ta cứ lên trước mấy món kia, lên dần cũng được. Hoặc không thì anh thay luôn cái lốp 16 cũng nở to rồi, cũng đẹp. Rè chắn bùn Sắc Power nhá, cực kỳ là chắc chắn luôn các bạn. Đây, nó bắt hai tay đây. Nhưng mà khi bắt ấy, chúng ta nhớ nên để ý cho mình nhá, là cái rè chắn bùn sắt nó nằm ở bên trong. Cái này thì tai tăng xích nằm bên ngoài. Đấy nhá. Đấy, thì cái bài body này lên thì nó sẽ tốn ít lúa hơn so với việc là lên chúng ta lên full vành hai đĩa lốp lớn, lên vành hai đĩa vành 5 inch lốp lớn. Nhưng mà body đo to, rất to và đẹp, đúng không anh em? Và hẹn gặp lại anh em tại những đây. Sorry. Các bạn nhìn thấy quả bô này chưa? Yoshimura TRC lắp lên xe nó còn gọn hơn cả R77. Chân lý nó là đây. Xin lỗi những anh em mà đã lắp con R77 trước rồi nhá. Bây giờ TRC mình mới về. Đấy. Con này là copy lại con bô của Yoshimura R3. Con này gọi là TRC. Đây An ơi, anh em cho anh mượn nhờ con R3 nhá. Đây. Đây. Đúng rồi. Y hệt luôn. Đây này, các bạn nhìn này. Đấy. Nó có. Đây bản này bản xịn. Bản này là Yoshimura R3. Thì con kia là Yoshimura TRC. Đấy, âm thanh này.
mình sẽ nổ cho các bạn cái âm thanh nhá. Đây, cổ inox, cấu hình mình chơi vẫn như các con trước thôi. Inox 304, bầu lưới tổ ong để đây. Bầu lưới tổ ong để đây. Đấy các bạn thấy không? Bầu lưới tổ ong. Inox 304, bầu lưới Yoshimura. TRC, mình bắt đầu nổ lên cho anh em nghe. Nó tiếng ở đây nó sẽ lực hơn nhá, do đây là kín. Tua nằm nghỉ. Bắt đầu tua tốc cao. Nếu mà đi đường mà với những anh em nào mà không biết nhiều về xe ấy, vớ vẩn ấy khi mà con này là Z1000 à. Giống như ông anh hôm review con R3 độ ấy, con mà Z1000 à. Như một con Big Bike luôn. Và cái âm thanh của nó ấy, ở ngoài đường nó sẽ trầm và không quá ồn đâu. Bây giờ mình sẽ lôi xe ra để cho khách bạn ấy test thử con Vô đã. Xong rồi ok. Và mình kết thúc video đây. Hẹn gặp lại anh em tại những video sau nhé. Bye bye các bạn.